Rồi xong, bình thường chân người ta to chà bá, còn chân em có chút xíu vậy sao được gọi là to? Thiệt. Em nói thiệt mà, em nói thiệt mà không ai tin hết, không ai tin thử xe giùm em cái đi mọi người. Xe giùm em đi mọi người ơi. Người buồn đếm móng chân. Đếm xong rồi lại đếm móng tay. Người buồn đếm móng tay. Em xong rồi em đi ngủ nha. Xe giùm đi mấy ba, xe giùm con cái rồi con đi ngủ mấy ba ơi. Hello, bao cao su trường. Trường bán bao cao su hả? Rồi ông nội kia ông đi mất tiêu rồi chứ không em cũng mua được của anh một lố rồi đó. Em đóng xong rồi, em quét ý lọn em đếm xong rồi anh Phong ơi. Dậy con đi ngủ đi. Anh bao cao su chưa? Bán cho em một lố được không? Xe lai giùm em với mọi người. Em coi thử còn bao nhiêu xe nữa nè. Trời ơi, nhỏ kia dễ thương quá à. 50 xe nữa mọi người. Hello rồng. 50 xe nữa. Giúp em xe với. Không tiện nhé con à. Ok, địa chỉ ship tận nơi. Địa chỉ của em là 0345679A viết hoa anh nhé. Anh vui lòng ship đến tận nơi giúp em nha. Mỏ muốn cắn. Cảm ơn anh Nguyễn Tuấn dễ thương nha. Rối não má ơi. Địa chỉ của em là 0345679A viết hóa. Em nói rõ ràng vậy mà. Thôi nói cho rõ đi, địa chỉ của em cũng là địa chỉ của cái ID bio. Mọi người vào, mọi người gửi cho em một lố là được rồi. Ngồi xa ra xíu nữa hả? Xe la giúp em đi rồi em ngồi xa, xe giúp em đi rồi yêu cầu em làm gì em làm nấy. Được chưa? Hello anh người dân nha. Hello các anh người quen ở trong room của em, người lạ ơi bấm xe giùm em một cái đi người lạ ơi. Vãi mu anh em ơi, có cái đường rảnh kìa anh em ơi. Không phải đâu, vô em mặc cái quần, nhớ nhận hàng tính tiền nha. Dạ ok anh. Tính luôn tiền ship giúp em. Hello Johnny. Em mặc cái quần nó như vậy đó, rảnh nó đâu ra mà ra trời, có ai khoan cái rảnh nào đâu mà có. Đừng có nói bậy bị kích, hiểu không? Mình ngồi im, mình nói chuyện với Tây Thi. Hello cục cưng. Nếu như mình cảm thấy mình không nói chuyện được nữa thì mình ngồi im, mình nhìn đã xong rồi mình đi ra ha. Còn nếu như mình tiện tay mình rút tay ra khỏi quần, mình bấm cái nút xe xong đừng cào phím bậy bị kích. Tự nhiên bị kích vô duyên. À này, chị chưa follow em hả? Ủa vậy hả? Rồi để chị Thi follow em gái nè. Rồi ok, cục cưng follow rồi đó baby. Xe like cho chị Thi đi nào. Mấy đứa đâu xe like cho tao cái coi. Sao mấy đứa hỗn hỗn quá vậy? Tao nhờ xe mà không có đứa nào chịu xe cho tao hết vậy. Mấy đứa xe ngay và liền cho tao cái coi. Cảm ơn Johnny. Cảm ơn em. Đâu nhanh mấy đứa. Còn có 5 phút mấy đứa xe cho tao cái coi. 5 phút 5 cái xe, bấm nhanh nào, 5 cái xe. Còn có 5 cái xe nữa thôi, sao không có đứa nào bấm cho tao hết trơn vậy nữa mấy đứa. Trời ơi, bữa em bị tai nạn cái chân của em bây giờ nó thành cái gì luôn á. Không ra hệ thống gì trơn luôn, không có ra hệ thống cống rãnh gì hết. Năm cái xe nữa mấy đứa ơi, bấm xe giùm tao đi mấy đứa ơi. Trời ơi, tao hiền tao dễ thương vậy mà không có đứa nào nó chịu thương tao hết. Xe nhanh không tao thả dáng ra cắn mấy đứa. Dù gì vậy. No, it's just accident. You know the day I had the accident. I know it have something right here. It's made my foot it ugly. Xe giùm em đi mọi người. Bless.
No, it didn't have bread. No, it's not bread, dear. No, come on. It's not bread. No, it wasn't. Còn mấy chục xe, mấy đứa xe dùm chị Thi cái mấy đứa. Lớn, nhỏ, già, trẻ gì ở trong room chị Thi giờ làm ơn giúp chị Thi cái nút xe đi. Yeah, it's not bread, dear. You were wrong. 50 xe nữa mấy đứa ơi. Thiệt tình chứ tôi không biết được là cái hình nó quay như thế nào luôn á. Hộp 12 cái, hiệu tự chọn, giá 350k cộng 100 tiền ship, tổng cộng là 500k. Thì bỏ em 50k. Đùa, sao bán rẻ quá vậy? Lấy cho em cái loại phát sáng trong đêm á anh. Em bị cận á, cho nên anh lấy cho em cái loại phát sáng trong đêm để cho em dễ xài nha. Máy khuyết ơi, xe lai dùm em với. Honey, I'm asking to buy a condom for you coming and using. And they have a kind of lighting something. Because my eyes have problem, I cannot see in eye at night time. So I'm asking for the condom one. Phát sáng giá 70k luôn hả? And the price 700 something and they sell me 70,000. Wow, it's cheap, right? Okay, that is good. We don't have to spend too much. Mọi người ơi, share like giúp em với. Quần què. Bán bao cao su. Nó vô tới trong room tôi nó bán luôn kìa. Bán thứ khác đi. Bán đậu đi được không? Cái gì thôi vậy? Ô xin cái gì thôi ô xin. Giải tán hả? 2 giờ rồi. Thôi giải đi thì đi ngủ nè. Honey, 1 minute more I will go. Ok. 1 phút nữa đó mọi người không xem đi xuống nè. 1 phút nữa mọi người không xem đi xuống nha. Nhanh nè mọi người ơi, hết giờ rồi.